Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Tiếp tục với chuyên đề rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau làm bài 7. Cho biểu thức A bằng 2 căn x cộng 4 trên căn x cộng 3 cộng căn x cộng 7 trên x cộng 2 căn x trừ 3 trừ căn x cộng 1 trên căn x trừ 1. Câu A, rút gọn biểu thức A. Câu B, tìm các giá trị của x để A bằng căn x cộng 1 phần 8. Trước khi rút gọn biểu thức A thì các em phải tìm được điều kiện xác định. Biểu thức này có chứa căn thức bậc 2. Do đó, căn thức bậc 2 phải có nghĩa. Và mẫu của các phân thức này phải khác không? Về điều kiện xác định ở đây chính là biểu thức dưới dấu căn đó là x. X phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu x lớn hơn hoặc bằng 0 thì căn x cộng 3 luôn luôn dương. Do đó phân thức này luôn luôn có nghĩa. Căn x trừ 1 khác 0 thì căn x khác 1 suy ra x khác 1. Căn x trừ 1 khác 0 khi và chỉ khi căn x khác 1. Khi và chỉ khi x khác 1. Phân thức này có mẫu là x cộng 2 căn x trừ 3. Chúng ta phân tích mẫu này thành nhân tử. X cộng 2 căn x trừ 3 bằng, các em phân tích thành nhân tử bằng cách tách hàng tử. Căn x tất cả bình phương cộng 2 căn x, các em viết thành 3 căn x trừ căn x trừ 3. Các em nhóm hai số đầu hai số cuối. Hai số đầu có nhân tử chung sẽ là căn x, trong ngoặc sẽ là căn x cộng 3 trừ, trước ngoặc có dấu trừ, trong ngoặc các hàng tử đổi dấu. Âm căn x âm 3 bây giờ thành căn x cộng 3. Chúng ta thấy căn x cộng 3 là nhân tử chung. Trong ngoặc sẽ là căn x trừ 1. Ở đây coi như nhân với 1. Căn x cộng 3 luôn luôn khác 0 với mọi x lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó căn x trừ 1 khác 0 thì suy ra x cũng khác 1. Do đó điều kiện xác định là x lớn hơn hoặc bằng 0 và x khác 1. Mẫu thức chung là gì? Các em, mẫu thức chung chính là x cộng 2 căn x trừ 3 bằng căn x cộng 3 nhân căn x trừ 1. X cộng 2 căn x trừ 3 bằng căn x cộng 3 nhân với căn x trừ 1. Bây giờ các em quy đồng. A bằng
Lấy mẫu thức chung, chia mẫu riêng được nhân tử phụ. Vậy nhân tử phụ thứ nhất sẽ là căn x trừ 1. A bằng 2 căn x cộng 4. Nhân với căn x trừ 1. Nhân tử phụ thứ hai là 1, bởi vì nó là mẫu thức chung. Cộng căn x cộng 7 trừ nhân tử phụ thứ ba, đó chính là căn x cộng 3. Vậy các em lấy căn x cộng 1 nhân với căn x cộng 3. Tất cả trên cho mẫu thức chung là căn x cộng 3 nhân với căn x trừ 1. Các em thực hiện phép nhân bằng 2 căn x nhân với căn x được 2x. 2 căn x nhân với âm 1 được âm 2 căn x. Cộng 4 nhân với căn x. 4 nhân với âm 1 được kết quả là âm 4. Cộng với căn x cộng 7 trừ. Ở đây hai đa thức nhân lại với nhau và ở phía trước có dấu trừ. Để tránh nhầm dấu thì các em nên nhân ở trong ngoặc trước, sau đó các em bỏ dấu ngoặc sau. Căn x nhân căn x được kết quả là x. Căn x nhân 3 được 3 căn x. 1 nhân căn x được căn x. 1 nhân 3 được kết quả là 3. Tất cả trên cho căn x cộng 3 nhân với căn x trừ 1. Bước tiếp theo các em bỏ dấu ngoặc bằng 2x trừ 2 căn x cộng 4 căn x trừ 4 cộng căn x cộng 7. Trước ngoặc có dấu trừ. Khi bỏ dấu ngoặc thì các hàng tử ở trong ngoặc phải đổi dấu. Trừ x trừ 3 căn x trừ căn x trừ 3. Tất cả trên cho căn x cộng 3 nhân với căn x trừ 1. Các em thu gọn bằng cách nhóm các hàng tử đồng dạng. 2x trừ x còn x trừ 2 căn x cộng 4 căn x được kết quả là 2 căn x. Cộng với 1 căn x được 3 căn x trừ 3 căn x hết. Vậy là còn lại trừ căn x. Bảy trừ 4 được 3. 3 trừ 3 bằng 0. Vậy được kết quả là x trừ căn x trên căn x cộng 3 nhân với căn x trừ 1. Tử của phân thức này có nhân tử chung chính là căn x. Các em đặt căn x làm nhân tử chung. X chia căn x được căn x. Căn x chia căn x được 1, trừ 1. Tất cả trên cho căn x cộng 3 nhân với căn x trừ 1. Các em rút gọn, căn x trừ 1 rút gọn cho căn x trừ 1. Vậy được kết quả là căn x phần căn x cộng 3. Câu B. Tìm các giá trị của x để A bằng căn x cộng 1 trên 8.
Vậy A bằng căn x cộng 1 phần 8. Khi mà chỉ khi A các em rút gọn được căn x phần căn x cộng 3. Căn x phần căn x cộng 3 bằng căn x cộng 1 phần 8. Đối với đẳng thức này thì các em có thể nhân chéo A phần B bằng C phần D, suy ra A nhân D bằng B nhân C. Tương đương căn x nhân 8 bằng căn x cộng 3 nhân căn x cộng 1. Tương đương 8 căn x bằng, các em thực hiện nhân đa thức với đa thức, căn x nhân căn x được kết quả là x căn x nhân 1 được căn x, 3 nhân căn x được 3 căn x, 3 nhân 1 được 3. Các em chuyển vế và đổi dấu. Căn x cộng 3 căn x được kết quả là 4 căn x cộng 3 trừ 8 căn x bằng 0. Tương đương 4 căn x trừ 8 căn x được kết quả là âm 4 căn x cộng 3 bằng 0. Các em đưa về phương trình tích bằng cách phân tích đa thức thành nhân tử. Ở đây các em có thể tách hạng tử x trừ 4 căn x thì các em tách thành trừ căn x trừ 3 căn x cộng 3 bằng 0. Tương đương các em nhóm hai số hàng đầu và hai số hàng cuối. Các em đặt căn x làm nhân tử chung. Trong ngoặc sẽ là căn x trừ 1 trừ. Ở đây các em đặt 3 làm nhân tử chung. Trong ngoặc sẽ là căn x. Ở đây trước ngoặc có dấu trừ thì dấu cộng ở đây sẽ đổi thành dấu trừ. Trừ 1 bằng 0. Tiếp tục đặt căn x trừ 1 làm nhân tử chung nhân với căn x trừ 3 bằng 0. Vậy là chúng ta đã đưa được về dạng phương trình tích A nhân B bằng 0 khi và chỉ khi A bằng 0 hoặc B bằng 0. Tương đương căn x trừ 1 bằng 0 hoặc căn x trừ 3 bằng 0. Căn x trừ 1 bằng 0 thì căn x bằng bao nhiêu? Các em. Vậy là căn x bằng 1. Căn x trừ 3 bằng 0 thì căn x bằng 3. Từ đó các em dễ dàng suy ra x tương đương với căn x bằng 1 thì x bằng 1 bình phương. Kết quả là 1. Căn x bằng 3 thì x bằng 3 bình phương. Kết quả là 9. Bây giờ chúng ta xem hai giá trị x này có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. Điều kiện xác định là x lớn hơn hoặc bằng 0 và x khác 1. Do đó kết quả x bằng 1 này các em loại. Còn kết quả x bằng 9 này thì chúng ta nhận. Vậy, biểu thức A bằng căn x cộng 1 phần 8 khi và chỉ khi x bằng 9. Mời các em xem lại toàn bộ bài giải. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가
널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 게... Sau khi học toán cùng cô Hiền, các bạn thấy rất dễ hiểu đúng không? Nếu thấy dễ hiểu, hãy cho cô Hiền một like, một subscribe, ấn vào nút đăng ký và ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ cô Hiền. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn ở các clip sau.